Lớp chúng ta sẽ cố gắng vươn lên vị trí nhất toàn trường, nghe chưa? Nếu ai vi phạm, tớ sẽ... Biết chưa? Đứng lại! Cái gì đấy? Rồi ơi, quần cầu quá ngắn, không đạt tiêu chuẩn, trừ 5 điểm. Đi vào. Còn tớ, tớ sáng lên mà. Không nói nhiều. Long, trừ 5 điểm. Quần mặc quá ngắn. Đứng lại. Lớp võ văn thể à? Không cho con đỏ. 10 điểm. Tớ không gặp mà. Trừ 10 điểm, không nói nhiều. Đứng lại. Tay cầm gì kia? Tớ cho cậu. Tớ vào lớp nhá. Mang đồ ăn hối lộ sao đỏ à? Cái này em phải trừ nặng 20 điểm. Sao lại trừ tớ? Tớ cho cậu kẹo thôi mà. Không nói nhiều. Kẹo ngon đấy, được. Đi vào đi. Hôm nay đến phiên hai trường nhật mà bảng còn chưa lâu thế này. Liệu còn chưa quyết đầy rác thế này. Để tôi xem, hôm nay đến phiên ai trường nhật thứ ba. Thứ ba, để xem ai. Vâng. Long. Con gà bay lên. Lên xong. Con gà bay. Mệt thế. Để ghi bạn Long lớp phó lao động vào sổ chứ. Lớp trưởng Bình đã tranh đồ ăn của bạn rồi lại còn vứt rác ra sân trường nữa à? Bạn này biết tay mình. Cậu xấu tính quá rồi đấy Bình ạ. Bình, cậu ấy sẽ bị trừ hết số điểm của tuần này. Cậu dám? Sao lại không dám? Bởi vì tớ là sao đỏ cơ mà. Nhá, tớ có quyền ghi tất cả những ai vi phạm ở trong cái trường này vào sổ. Cậu dám? Cậu muốn thiêu chiến với tớ đúng không? Được, tớ với cậu sẽ thách đấu. Ôi giời, tưởng gì, chơi luôn. Ai thua sẽ phải đeo cái biển này một ngày. Tôi là cái ngốc á. Được rồi, chơi luôn. Sai rồi, thì món này để làm gì? Ôi nhí bị thôi. Lớp trưởng cố lên nha. Cầm nó đó. Ok, được. Lên thắng nhá. Rồi, xong. Đánh mẹ lên. Tiến lên. Hay to. Sao đùa thế? Có tù tì ra cái gì ra cái này. Tớ thắng rồi. Chào 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 chào. Lớp trưởng à. Tôi là kẻ ngốc. Tôi là kẻ ngốc. Leo leo. Tôi là kẻ ngốc trơn. Ủa mẹ. Lần chiều em ở với ai em ở với ba. Ai đồ ngốc. Lớp trưởng ngốc ngách. Lớp trưởng ngốc ngách. Leo leo. Leo leo đồ ngốc. Leo leo. Yeah. Đồ ngốc. Tôi là
lạc giả ngốc này. Lên lên lớp trưởng ngốc, lên lên lớp trưởng ngốc. Ngốc nhìn thế này chắc không biết đá bóng đâu. Ờ bé ơi. Alo alo, chiều nay lớp chúng mình sẽ phải lên dọn dẹp sân trường. Vì tuần vừa rồi lớp chúng mình vinh dự được đứng nhất trường từ dưới lên trên, hay còn gọi là bét ấy. Thế nên là 2 giờ ai không có mặt ở trên trường thì sẽ bị trừ hạnh kiếp, biết chưa? Ok. Mấy các cậu muộn đến rồi mà chưa thấy bạn Long đến lao động gì? Đúng rồi, bọn mình còn hết mất cái này là xong rồi còn đâu. Tới đây, ai nhắc đến phó lao động Long này đây? Các cậu làm sạch sẽ chưa? Này, Long ơi, cậu nhìn mà cậu không biết là bọn tớ làm sạch hay chưa? Cậu đi muộn như thế, cậu định nhận hành kiểm gì đây? Tớ là lớp phó lao động, trách nhiệm của tớ là quản lý các cậu, chứ không phải là đụng tay đến mấy cái rác như này, các cậu hiểu không? Thôi kệ bạn ấy đi, dù gì bọn mình cũng xong rồi, đi về đi. Các cậu đứng lại, còn rác đây này, quét hết đi. Hả? Còn đầy rác đây này, ai cho các cậu về mà về, quay lại nhặt hết đi. Đây, bình ra quét hết mấy cái rác này đi. Thúy không làm gì thì ra nhổ cỏ này. Hằng, quét cả cái nắp kia xong xong thì ra bẻ mấy cái cây này thì đỡ ngứa mắt. Nhổ hết cỏ đi cho tớ. Cả ngựa vào nhổ hết cỏ đi. Nhổ nhanh cái tay lên. Mệt chết đi được ấy. Cứ đây mà khiến. Thúy, ra quét hết mấy cái lá đi. Còn bẩn, một người nhổ cái bột cỏ đấy thôi. Ra kia nhổ tiếp kìa. Bình, lá này rụng ấy kìa, ra nhặt nó vào thùng rác nhanh đi. Tớ xin thông báo, để chuẩn bị cho ngày thương binh liệt sĩ sắp tới, lớp chúng mình sẽ chuẩn bị một vài tiết mục để biểu diễn nhá. Long, cậu sẽ chuẩn bị cho tớ một tiết mục hát đơn ca về chủ đề bộ đội nhá. Okay. Còn Hằng với Bình, hai cậu sẽ chuẩn bị cho tớ một tiết mục kịch để chiều nay tớ kiểm tra nhá. Thế bây giờ đi tập luyện đi Bình ơi. Ừ, đi tập đi. Tớ không phải tìm một bài hát mới được. Đã đến giờ tổng duyệt, xin mời bạn Long lên biểu diễn. Cố lên. Sau đây là tiết mục hát một mình của tớ, bài hát mang tên Chú Bộ Đội. Hai ba, chú bộ đội ấy thì chú mang một cái súng ở trên vai này, xong rồi chú đeo một cái ngôi sao đẹp xinh xinh ở ngay chỗ này. Khi mà chú đi trong hàng ngũ thì chú phải đi cho nó thật nhanh vào. Xong rồi em muốn gửi cho chú là chúng cháu yêu chú lắm. Chú hay nắm chắc súng trong tay để chú bảo vệ, gìn giữ cho hòa bình nhá. Tớ xin hết. Hả? Ôi, không cần khen đâu, không cần khen đâu. Như thế thì tớ ngại lắm. Cảm ơn các cậu. Trời ơi, Long ơi, tớ bảo cậu hát mà cậu lại đi kể chuyện đấy hả? Về nhà cậu ôn lại đi nhá. Rồi, giờ đến tiết mục kịch của Hằng với mình đi. Được, tớ sẽ đặt niềm tin vào bọn cậu. Bình ơi, cố lên nha. Sau đây, tớ và Bình xin biểu diễn tiết mục kịch Đón Bạn Đi Học. Tiết mục xin được phép bắt đầu. Mình đứng đây nhá. À, Hằng ơi, tớ đây mà, không bắn tớ à? À Hằng, à, tớ đây mà. À, à bạn. Mấy bạn ấy đi đâu hết rồi? Tiết mục bọn tớ này là hết. Ơ mà Hằng ơi, sao cậu bảo là tiết mục đón bạn đi học mà sao tớ chẳng thấy cậu đón bạn gì cả? Đúng rồi. À, thì lúc tớ đến đón bạn đấy, tớ mới nhớ ra là xe của tớ không có gắp ba ga, nên là tớ đi học luôn, tớ chẳng đón nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.